Các bạn thân mến, một cặp vợ chồng người Hoa ở Việt Nam cách đây vài ngày đã cho đăng tải video lên mạng xã hội Douyin với tiêu đề "Với 1,2 triệu nhân dân tệ, có thể xây được ngôi nhà lớn cỡ nào?". Trong video, cặp vợ chồng này đã đến thăm một gia đình tại tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam và tập trung vào việc quay lại hình ảnh bên trong căn nhà cũng như nội thất mà căn nhà đang sở hữu. Video này đã mang đến cho dân cư mạng Trung Quốc có cái nhìn khác về nông thôn Việt Nam. Vậy cụ thể nội dung như thế nào? Các bạn cùng mình theo dõi video nhé! Chào các bạn! Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá một ngôi nhà cực kỳ hoành tráng ở nông thôn Việt Nam nhé. Đây là một trong những hiệu thuốc của chị họ Tiểu Hoa và phía sau là nhà của họ. Chúng ta sẽ đi vào ngay thôi. Tôi sẽ lấy điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. 1,2 triệu nhân dân tệ ở Việt Nam có thể xây dựng được một ngôi nhà đẹp đến như thế này sao? Thật không thể tin nổi. Nhìn những chi tiết và vật liệu, không thể không ngạc nhiên trước sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà. Thực sự họ rất giàu có khi đứng bên ngoài. Ngôi nhà trông thật sự to lớn, môi trường xung quanh cũng rất tuyệt vời. Ở đây, người giàu sống ở nông thôn rất thoải mái, thậm chí còn hơn cả sống ở thành phố. Bên cạnh ngôi nhà có phải là một ngôi đền không? Đúng rồi, bên cạnh là một ngôi đền và chúng ta sẽ đến xem sau. Những chiếc tủ gỗ lớn trong ngôi nhà thực sự trông rất đẹp, còn có cả tầng trên nữa. Trông như một khách sạn với phòng khách rộng rãi, phòng tắm cũng cực kỳ rộng lớn, trang trí không khác gì một khách sạn cao cấp. 1,2 triệu nhân dân tệ đã được đầu tư vào ngôi nhà này. Chưa kể tiền nội thất, thật là đắt đỏ. Có cả sân thượng và vườn rộng nữa. Từ gạch lát nền cho đến ốp trần, toàn bộ đều rất sang trọng. Ở Việt Nam, việc trang trí nội thất tốn khá nhiều tiền, vì vật tư ở đây phần lớn là hàng nhập khẩu. Tôi có một ý tưởng, chúng ta nên mua một mảnh đất ở đây và mở một hiệu thuốc. Sau đó, chúng ta sẽ có một hiệu thuốc và một căn nhà nữa, bạn nghĩ sao? Ngôi nhà lớn như thế này, việc dọn dẹp cũng là một vấn đề. Dọn dẹp thật sự rất vất vả. Những ngôi nhà nhỏ cũng có cái hay của nó. Còn ở đây, nếu phải dọn dẹp, người giúp việc sẽ rất mệt mỏi. Wow, người giàu ở Việt Nam thật sự rất giàu. Hãy nhìn vào bộ đồ gỗ này. Nó có giá khoảng 100 triệu tiền Việt Nam đấy. Đây là gỗ nguyên khối. Nhìn vào các họa tiết điêu khắc này, có vẻ như nông thôn Việt Nam không hề nghèo như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế là điều kiện ở đây còn tốt hơn cả thành phố. Sau đó, cặp đôi tiếp tục đi tham quan đền Khmer ở Bạc Liêu. Khi đến gần hơn, cặp đôi cảm nhận được sự hoành tráng của ngôi đền và các họa tiết chạm khắc rất đẹp. Tuy nhiên, ngôi đền vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây là đền của người Khmer bởi vì khu vực này có rất nhiều người Khmer sinh sống. Các bạn thân mến, sau khi chia sẻ nội dung này lên mạng xã hội, thì đã nhận được vô số bình luận đến từ dân cư mạng Trung Quốc. Cụ thể như thế nào, mình mời các bạn theo dõi tiếp video nhé! Nhà thuốc ở Việt Nam, bạn đừng thấy nó nhỏ, sau mười mấy đến 20 năm, họ có thể mua nhà, mua đất. Ví dụ như ở đối diện nhà chúng tôi ở tỉnh Lạng Sơn, chỉ có một quầy thuốc nhỏ thôi, nhưng sau mười mấy năm, họ đã mua được đất và xây nhà rồi. Trị giá hơn 1 triệu. Người Trung Quốc muốn xây dựng những công trình như thế này, nhưng họ không có đất rộng như vậy. Chúng ta không thể bỏ ra 1,2 triệu để xây nó ở Trung Quốc và trang trí như thế này. Có một số người nuôi tôm chuyên nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu, đã làm giàu và xây dựng được những ngôi nhà đẹp ở nông thôn. Tôi đã đến đó cách đây 8 năm. Dù có bao nhiêu phòng đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ có thể ở một trong phòng có một chiếc giường. Vượt qua 99% người ở Trung Quốc. Với 1,2 triệu nhân dân tệ, ở Thượng Hải, bạn không thể mua được một ngôi nhà lát gạch sàn lớn như vậy. Ở Trung Quốc, những căn nhà trị giá trên 1 triệu nhân dân tệ có thể lên đến ít nhất 300.000 căn. Thực ra, bạn chưa thấy những người giàu có ở Trung Quốc đâu. Có rất nhiều người như vậy. Một trưởng làng ở Trung Quốc còn có nhiều tiền hơn thế này. Bạn có biết không, ở Trung Quốc có rất nhiều người không có cơm ăn. 80% người dân đang mắc nợ nặng nề. Phần lớn là nợ vay mua nhà và xe. Nhà của họ thực sự rất đẹp đẽ và sạch sẽ. Không có chút đồ đạc lộn xộn nào. Rất ngăn nắp, trang trí cũng rất tốt. Thực sự là rất đáng ghen tị. Ở trong nước, 1 triệu 200 ngàn không phải là gì to tát. Nhà của tôi 168m2 đã mất đến 3 triệu 600 ngàn. Văn hóa này ở Trung Quốc đang dần biến mất. Đến lúc đó, nếu có quyết định phá dỡ, thì nói tháo dỡ là tháo dỡ. Không ai dám đầu tư như vậy nữa. Đề xuất bạn mở một phòng khám đông tây y ở Việt Nam. Chú của bạn không phải là đang mở một phòng khám đông y ở Quảng Châu sao? Rất dễ dàng để bắt tay vào làm.
vẫn là mua một mảnh đất và tự xây dựng một ngôi nhà cho mình thì cảm giác vẫn tốt hơn. Ở thành phố, với hơn 1 triệu, bạn chỉ có thể mua được một căn hộ nhỏ hẹp, chẳng khác gì một cái tổ bồ câu. So với việc xây một ngôi nhà trên đất của mình, cái tổ bồ câu đó thực sự không đáng gì cả. Xem ra, bác sĩ ở đâu cũng kiếm được nhiều tiền. Ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, các bác sĩ cũng vậy. Họ làm việc ở bệnh viện vào ban ngày, và sau giờ làm lại tiếp tục làm việc tại phòng khám riêng ở nhà. Mỗi người đều kiếm được rất nhiều tiền, gia đình họ sống rất hạnh phúc. Bác sĩ cá nhân cả đời đều kiếm tiền, không muốn dành thời gian để đi chơi. Chi phí xây dựng cộng với trang trí là 1.200.000. Ở hầu hết các khu vực nông thôn ở Trung Quốc không cần phải chi tiêu nhiều như vậy. Nhìn chung, phong cách trang trí của các ngôi nhà ở Việt Nam vẫn không thể sánh được với sự đẹp mắt của các ngôi nhà ở Trung Quốc. Có vẻ như bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc so sánh. Trên thực tế, những ngôi nhà nổi tiếng nhất ở châu Á vẫn là ở Việt Nam. Ngày trước, ở Quảng Tây, người ta thậm chí còn phải tìm thợ từ Việt Nam để làm cho đẹp ngôi nhà của mình. Điều này chứng tỏ rằng tay nghề và phong cách trang trí của các thợ Việt Nam được đánh giá rất cao trong khu vực. Những năm gần đây, nông thôn Việt Nam phát triển nhanh chóng đến mức khó tin. Với việc đất đai được tư hữu hóa, việc tập trung phát triển các thành phố với chất lượng cao trở nên khó khăn. Do đó, nhiều người phải buộc quay về nông thôn để xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là ngay cả ở các thành phố lớn, phần lớn các công trình xây dựng vẫn chỉ đạt ở mức độ của các xã, thị trấn. Điều này cho thấy, dù có sự phát triển nhanh chóng, chất lượng cơ sở hạ tầng ở nhiều thành phố lớn vẫn còn hạn chế. Họ có thể tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ và nhà cửa của họ có quyền sở hữu vĩnh viễn. Không hề đắt, ở nông thôn chúng tôi, xây dựng nhà mới thường là những ngôi nhà nhỏ và khi hoàn thiện nội thất cơ bản, giá cũng tương tự như vậy. Tôi đã xem nhiều ngôi nhà dân ở Việt Nam rồi. Hôm nay cuối cùng tôi cũng thấy có bàn ăn ở đây. Điều này thực sự làm tôi cảm thấy vui, vì trong các ngôi nhà trước đó, điều đó không thường thấy. Ngôi nhà tuy rộng nhưng trang trí vẫn mộc mạc. Đây là Việt Nam. Ở Trung Quốc, nhiều gia đình bình thường cũng trang trí không khác gì mấy, có khi còn kém hơn, không thể so với những biệt thự của các đại gia được. Ở thành phố nhỏ của chúng tôi, để mua một căn nhà rộng hơn 100m², bạn cũng phải chi ra hơn 1 triệu nhân dân tệ. Với 1 triệu nhân dân tệ, nếu mang sang Việt Nam, bạn chỉ có thể mua được đất. Đầu tiên, bạn sẽ phải dùng hơn 1 triệu nhân dân tệ để xây dựng một ngôi nhà. Sau đó lại cần chi thêm 1 triệu nữa để mua đất. Nếu bạn muốn mở một hiệu thuốc, cũng cần thêm 2 đến 30 vạn nữa. Tính tổng cộng, mọi chi phí đó chỉ chiếm khoảng 1 phần 10 tài sản của những người giàu có ở đây thôi. Dù ở đâu cũng có người giàu và người nghèo. Không thể nào có một nơi mà tất cả mọi người đều là giàu có. Điều đó là không thực tế. Khi trở về Trung Quốc, bạn sẽ thấy rất nhiều biệt thự trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Đặc biệt là ở các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Những ngôi nhà kiểu như vậy chỉ có thể ngắm nhìn ở nông thôn. Và điều này có khiến bạn cảm thấy tự hào. Ngành y là một trong những ngành kiếm tiền nhiều nhất, chủ yếu là từ việc khai thác và bóc lột tiền của bệnh nhân. Người dân ở đây thực sự không nghèo. Họ có nhà cửa và diện tích đất rộng. Tất cả đều có quyền sở hữu rõ ràng, là tài sản cố định và bền vững. Có tài sản bền vững mới có thể có tâm trí ổn định. Điều này vượt xa so với quê hương của anh ở Đông Bắc. Chi phí xây dựng nhà tự xây ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, gần giống với Trung Quốc, thậm chí có thể cao hơn một chút. Mặc dù chi phí nhân công rẻ hơn, nhưng hiệu quả làm việc thấp, dẫn đến tổng chi phí vật liệu xây dựng cao gấp 1,5 đến 2 lần so với Trung Quốc. Vì vậy, tổng chi phí xây dựng ở Việt Nam đắt hơn so với Trung Quốc. Tại Trung Quốc, chỉ cách nhau chưa đến 500m trên một con phố có thể có nhiều hiệu thuốc. Có rất nhiều người trở nên giàu có nhờ mở hiệu thuốc. Anh là người rất thông minh trong kinh doanh. Nếu như không dám chấp nhận rủi ro lớn thì làm sao có thể phát tài được. Nông thôn Việt Nam không nghèo, chỉ có quê hương của anh mới nghèo. Con cháu giàu có sẽ giữ lại quê hương, còn gia đình nghèo thì phải đi nơi khác. Ở nông thôn Trung Quốc có thể có tiền và sở hữu những ngôi nhà lớn, nhưng trong nhà lại thường rất bừa bộn và bẩn thỉu. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.
Các bạn có quan điểm như thế nào về nội dung này? Hãy bình luận bên dưới video để cho mình và mọi người cùng nhau tham khảo nhé. Còn bây giờ, mình xin phép được kết thúc nội dung ở đây. Và xin cảm ơn các bạn đã coi tới tận giờ phút này. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.